Hello cô chú anh chị, hai mẹ con Kim Chi ở Sài Gòn ngày hôm nay nữa thì sáng mai là đi về quê Bến Tre rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ mọi người đang đi dạo nè mọi người, xong rồi cái mình sẽ đi ra quán cà phê trứng ở đường Tôn Đức Thắng đấy cô chú anh chị, gần cái tượng đài Trần Hưng Đạo đó, có quán cà phê trứng rất là ngon nè mọi người. Mà cái quán này Kim thấy hay, người ta hay check in trên Facebook là uống cà phê, có cái quán trang trí theo kiểu xưa đó mọi người, nội thất theo kiểu cổ xưa đó. Lại Kim chưa uống cà phê trứng ở Sài Gòn lần nào hết đó, cho nên hôm nay Kim mới uống thử đó cô chú anh chị. Chị thích không? Thấy đẹp không? Đó. Đi ra đó ngồi ha. Ngồi trong đây được không? Cái gì nó muốn ngồi trên kia kìa. Chị đứng này chụp hình mình đúng không? À, nó muốn lên lầu trước. Rồi đi đi, đi lên đi. Chị thích không? Rồi cô Chi đâu, dưa hấu, cà phê trứng là thế nào? Cà phê trứng đây nè. Không phải, cái này là cái gì đây? Này ca cao trứng nè, của ai nè? Đá luôn. Matcha trứng của ai? Đá nó Thảo kêu đá này, cà phê trứng. Cà phê trứng bự dữ vậy? Cà phê trứng của Kim là 60 hết mọi người, tất cả là 60 hết đó, mà Kim có kèm thêm trứng nè. Cái topping ở trên này là cái bột gì đây không biết nè. Là 20 nữa là 80 cái ly của Kim đó cô chú anh chị. Lần đầu tiên mà Kim đi quán Kim uống cà phê trứng luôn á, lần trước là Kim làm ở nhà Kim uống, một lần ở Anh á Kim làm Kim uống tại nhà. Để hôm nay uống thử xem ngon không mọi người. Cho mẹ cái hút của Chi. Đây là cái bột trứng người ta đánh lên nè cô chú anh chị. Cái nước sốt này nè cô chú anh chị, nó ngọt vừa chứ không có ngọt lắm mà béo thơm hết mọi người, không có bị tanh mùi trứng. Có hồi nào cũng giỏi vậy, đỡ biết nhiêu nữa. Chị chụp hình không?
Bên đây có cái tivi nhỏ xíu nè cô chú anh chị. Tivi bằng bằng tay của Kim thôi. Đây. Một xíu à. Đây là cái tivi to hơn, cái này giống ngày xưa hả cô chú anh chị. Ngày xưa chú quay Kim có cái tivi nhỏ xíu vậy nè, trắng đen mọi người. Đây có cái bàn ủi con gà không phải Kim chị. Ngày xưa đi học Kim hay ủi áo dài bằng bàn ủi con gà đó. Hả? Đánh tay này hả? Đây là phía bên ngoài. Bên ngoài nhà gỗ đó mọi người. Bé bên kia xong là quận 2 đó cô chú anh chị. Trời trời, cái ghế của ai mà ngồi vậy ta? Qua nước cho chồng hả? Ai biết ở đâu cũng được. Cũng được. Chị à, đợi chơi. Bây giờ cả nhà Kim đang đi ăn món Hàn hả cô chú anh chị? Lâu rồi Kim không ăn món Hàn mà em gái Kim hôm nay cũng muốn ăn món Hàn nữa mọi người. À, có thêm một người bạn của em Kim nữa. Cho nên mọi người sẽ đi ăn món Hàn ở trong cái quán này. Cái quán này thì lúc trước Kim cũng có ăn vài lần rồi. Cái chỗ có phải da heo xào không em? Da heo xào. Ok. Trời ơi, nóng thổi nghi ngút nhìn ngon gì đâu luôn. Này để xuống đây đi, thổi nghe đi. Miếng xào gì hả? Miếng xào thịt hả? Xào chay hả? Chay thôi. Xào nóng hả? Ngon lắm. Xếp này cho chị ăn nha. Lấy cái chén đi đâu rồi, cái chén này múc cho. Ngon không chị? Kim chi giống em nấu ăn chua. Rồi ăn bánh gạo nữa không? Ăn miếng ngon. Đi con à. Chi. Đi thôi chi à. Rồi let's go. Ở con đường này có nhiều quán ha. Đây là quán Hàn Quốc ha cô chú anh chị. Kế bên cũng quán Hàn Quốc luôn. Lúc nãy Kim ăn cũng là quán Hàn Quốc luôn. Ở đây nhìn ngon nè. Đây đồ nước ha. Hàn Quốc không kìa. Nhìn ngon. Ủa cái này đổi chủ hả vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bún ra. Cả nhà Kim đang vô trong cái quán ba lề đường hả cô chú anh chị, uống bia ở đây có bia trái cây mọi người. Kim cái tủ lượng Kim rất là yếu, Kim uống một ly bia thôi là Kim xỉn rồi, nhưng mà ở đây là nó có cái người ta có cái bia mà cái size nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Đây là có ba size nè, bia chanh dây nè, chanh muối nè, cái này lạ quá à, hồi đó giờ Kim mới biết luôn đó. Này có bia, này bia gì đây không biết đó nè. Rồi cảm ơn em. Chi cái chừng chúng đảo nha con. Ôi dễ thương quá hà. Ngon quá hà. Con đâu uống được cái này bia mà Chi. Hồi nãy chú đem kem lên cho con. Đây để mình. Đây là cái bia này 6 ly này là 6 vị ha cô chú anh chị. Nguyên một cái set này 6 ly thì 200 mấy hả vậy em? 285 ngàn. Mình mua 6 cái vị này thì mình sẽ lời hơn là mình mua từng vị. Mà mình mua mình nếm thử chứ không biết là mình uống hết không nữa nè. Cái này bóc dẫn cha lên đây cho cha qua đây uống thử được cái gì không? Đây là có 6 vị nữa cô chú anh chị, 6 vị theo cái thứ tự từng ly nè. Kim có cái ly này là vị hương lài ha cô chú anh chị. Uống vô nó nghe cái mùi hoa lài nhẹ nhẹ mà cũng hơi đắng đắng nhẫn nhẫn đó cô chú anh chị. Cái bia đen này uống có mùi khác khác đó cô chú anh chị. Nó ít đắng hơn, cái bia này là đắng hơn nè, cái này ít đắng hơn. Đây là bia chanh muối nè cô chú anh chị. Cái bia chanh muối này mọi người uống y như là chanh muối vậy đó, ngọt ngọt. Y như là cái nước chanh muối của mình luôn, y chang luôn đó cô chú anh chị. Này giống y chang chanh muối luôn ha. Chị ăn kem ngon không? Ngon quá hả? Chị chào ông bà cô chú chưa? Ở đây chị ăn. Chào con bà cô chú. Con ăn kem ngon quá. Nói đây con ăn kem ngon quá. Kem ngon quá. Con ngon. Kem ngon quá. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. Anh Chi nè cô chú. Anh Chi ra nhõng nhẽo để cho cô cộng. We're gonna be
bắp xào, hộp gà nướng, hộp vịt lộn, hộp vịt dừa, cúc lộn xào me. Đây đây là cô chú anh chị, nguyên cái xe của cái cô này bán nè. Cái tôm để cho nó thơm á. Bắp xào bơ cô chú anh chị. Có mấy con tôm nhỏ nhỏ nó đẹp hơn quá chừng. Tôm khô hay trứng gà nướng hay cô chú anh chị. Đây có cái xe của chú này bán nước đó cô chú anh chị. Cái xe bên cô kia không biết bán cái gì nữa. Có mày.